Chào các bạn, hôm nay shop halophuken.vn giới thiệu các bạn cách gắn ổ đĩa DVD laptop vào trong máy tính bàn hoặc là máy tính đồng bộ. Trên tay mình đang là chiếc ổ đĩa DVD của laptop, chiều dày là 12,7mm. Một số bạn thì thường dư ổ đĩa DVD khi sau khi nâng cấp SSD cho laptop qua khay đĩa DVD. Đây là chiếc laptop của mình vừa nâng cấp SSD cho máy tính. Còn chiếc ổ cứng cũ của mình thì gắn qua khay ổ đĩa DVD qua cái cát đi bay. Nhiều bạn muốn tận dụng ổ đĩa DVD của laptop để gắn vào máy tính bàn hoặc là laptop thì làm như nào? Đây, trên tay mình đang là ổ đĩa DVD của laptop, kích thước là 12,7. Chân này là chân SATA, chân nhỏ gọi là Slim SATA. Một bên là 7 pin, một bên là 6 pin, gọi là Slimline SATA. Đây là mình sẽ giới thiệu các bạn phụ kiện để gắn ổ đĩa DVD laptop này vào máy tính bàn. Trên tay mình đang là chiếc đầu jack chuyển đổi từ SATA thường sang Slim SATA, SATA 7+6. Bây giờ mình sẽ gắn chiếc ổ đĩa DVD của mình vào máy tính bàn. Bạn cấp nguồn cho ổ đĩa DVD qua chân SATA, giữ nguồn. Và cáp SATA bạn gắn vào main máy tính. Như vậy là đã ok. Bạn sử dụng ổ đĩa này thì có thể là đọc các đĩa CD driver và video hướng dẫn, hoặc là video đám cưới, hoặc các đĩa CD học tiếng Anh, CD nhạc, vân vân, các loại đĩa CD DVD trên thị trường hiện nay đều đọc được. Bạn có thể là ghi đĩa CD hoặc DVD. Bây giờ mình sẽ mở chiếc máy tính của mình lên, bạn có thể theo dõi. Bây giờ mình sẽ cho đĩa CD vào. Máy tính của bạn sẽ tự động nhận ổ đĩa mà bạn không cần phải cài đặt driver hay bất kỳ thao tác gì cả. Bạn cứ cắm vào là chạy thôi. Máy tính của mình đã khởi động xong, bạn có thể nhận thấy máy tính đang nhận thiết bị mới là ổ đĩa DVD Rewind, có tên như hình. Đây, máy tính của mình đã nhận chiếc đĩa CD driver của Unitech mình đang vừa cho vào. Bạn có thể copy ra máy tính bình thường để cài đặt driver hoặc là xem video, nghe nhạc qua máy tính. Vậy mình sẽ copy ra trên máy tính của mình. Các bạn quan tâm đến đầu chuyển đổi từ Slim SATA sang SATA thường thì vui lòng truy cập vào website halophuken.vn hoặc liên hệ số hotline của trang web để tiến hành tư vấn mua hàng cũng như là đặt hàng online. Sản phẩm thì giúp bạn tận dụng ổ đĩa DVD để đọc đĩa CD DVD. Thay vì bạn phải mua ổ đĩa cắm ngoài thì bạn tận dụng ngay ổ đĩa DVD để lắp cho máy bàn. Một giải pháp giúp bạn tiết kiệm chi phí, tận dụng những thiết bị đang có để kết nối cho máy tính. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.